국민อ้ำ r i s k อย่างโคต j u n chào, mình tên là Alexa. Chúng ta sẽ đọc một số từ nhé. Hãy nhìn vào các từ nào. Các bạn hãy nói. Vỗ tay. Vỗ tay. Em bé đang vỗ tay kìa. Các bạn có thể vỗ tay không nào? Các bạn hãy nói từ mũi. Mũi. Đi lên đang sờ vào mũi của mình đó. Bây giờ các bé hãy sờ vào mũi của mình đi nào. Tay tay. Mũi tên đang chỉ vào hai cánh tay của em bé. M miệng. Miệng. Thầy Đình có thể mở miệng. Bây giờ các bé hãy mở miệng ra nào. Vẫy tay. Vẫy tay. Bạn có thể vẫy tay cùng chúng mình không? Tụi mình đang vẫy tay. Các bạn hãy nói từ. Chó. Chó. Chó thích chơi đùa. Con chó này đang chơi đồ chơi. Mèo. Mèo. Đây là con mèo. Con mèo nó kêu meo meo. Em bé. Em bé. Em bé đang chơi trong nôi. Bạn có nôi không? Vỗ tay. Vỗ tay. Hayden đang vỗ tay. Các em có thể vỗ tay không? Các em hãy nói từ vẫy tay. Vẫy tay. Vẫy tay với Dilina nào. Bạn ấy đang vẫy tay với các bạn đó. Vượng. Vượng. Con Vượng đang nhìn các bạn kìa. Voi. Voi. Con voi đang đung đưa vòi. Cọp cọp con cọp đang đi kìa nó chuẩn bị ngủ trưa mèo mèo con mèo đang ưỡn mình ra kìa chó chó con chó nhỏ này đang mọc một cái khăn màu đỏ quấn quanh người em bé em bé đây là em bé đây cũng là em bé và đây cũng là em bé các bạn có biết em bé nào không mắt mắt kailin nhắm mắt miệng miệng há miệng ra nào mũi mũi hãy sờ mũi mình như kailin đang làm đây là từ ngón chân ngón chân một hai ba bốn năm năm ngón chân con vượng này đang làm gì vậy? Chó Chó Đây là con chó nhỏ dễ thương, nó tên là Búp Pi, Búp Pi sữa gấu gấu. Voi Voi Con voi đang ném két ra sau lưng đó. Mèo Mèo đây là một con mèo con con mèo con đang chạy và bắt các em hãy nói cọp cọp con cọp này đang lăn một cái thùng con cọp có móng vuốt vỗ tay vỗ tay vỗ tay đi nào vượn ừ. cổ tay mũi mũi bé trai này đang chỉ tay vào mũi của mình vẫy tay vẫy tay em bé đang vui vẻ vẫy tay kìa tay tay Camelita đang giang tay ra bây giờ Alina đang sang tay bạn có thể làm vậy được không miệng miệng mở miệng ra ngậm miệng lại em bé em bé em bé đang uống sữa bạn có thể nói từ mèo mèo con mèo đang liếm lông kìa. Chó. Chó. Đây là con chó nhỏ dễ thương. Nó tên là Puppy. Puppy sủa gấu gấu. Sở thú. Mình thích đi đến sở thú để nhìn các con thú và xem chúng làm trò. Nhìn con vượng đang vỗ tay kìa. Xem con voi đứng một chân. Tinh tinh con đang cưỡi trên lưng mẹ. Con hà mã há miệng rất rộng. Con hải cẩu thì đang ngủ kìa. Ở đây, con linh dương đang ăn. Những con gấu này nhìn thật là vui. Con voi này đang tắm. con cọp vui đùa lăn cái thùng mình chưa bao giờ biết những con thúng này có thể làm được những điều như vậy với với em bé với tay lấy banh vỗ tay vỗ tay thử vỗ tay xem nào vỗ tay vỗ tay, tay. alexa và dylan đang vỗ tay bạn vỗ tay nào Phượng! Phượng! Chào bạn Phượng! Bạn có thể há miệng ra không? Voi! Voi! Nhìn con voi rơi một chân lên kìa! Và chân kia nữa! ngón chân ngón chân ngọ ngoại ngón chân bạn giống như vậy xem em bé em bé em bé đâu rồi à em bé đây rồi em bé em bé Nhìn những em bé dễ thương này, bạn có phải là em bé không? Bạn có thể nói từ mắt. Mắt. Nhắm mắt lại nào. Bạn nói từ mũi nhé. Mũi. Con thỏ đang nhấp mũi lên và xuống. Bây giờ các em thử ngọ ngoại mũi lên xuống. miệng miệng Lauren bỏ một ngón tay vào miệng miệng của bạn đâu một chú nhìn con màu đen thôi chú ta trở lên mái nhà chợt một cơn mưa rơi chú trôi về nơi rất xa Trời tận mưa ngưng rơi chi muôn ngàn tia nắng ngơi, và một chú nhện con màu đen thui chú lại trở lên mái nhà. Một chú nhện con màu đen thui chú ta trở lên mái nhà. Chân một cơn mưa rơi chú trôi về nơi rất xa. Trời tận mưa ngưng rơi chi muôn ngàn tia nắng người và một chú nhện con màu đen thui chú lại trở lên mái nhà. Vôi Voi. Voi. À, ở ngoài này nóng quá mình quạt hai tay để làm mát cọp cọp con cọp đang cào bây giờ nó đang đi vượng vượng con phượng đang tiến về phía các bạn kìa. Vẫy tay, vẫy tay. Khi lên đen vẫy bạn kìa, vẫy tay với bạn ấy đi. Vẫy tay. Vẫy tay. Alika và Dylan đang vẫy tay. Các em có đang vẫy lại không nào? Màu sắc. Màu sắc. Hãy nhìn những màu này. Đỏ, vàng xanh dương trắng xanh lá nâu tím đen cam và hồng các bạn thấy có bao nhiêu màu không với với michael đang với tay lấy đồ chơi bé lấy được rồi với với. Con vượn con sắp với đến ngọn cỏ rồi. Các bé nói từ mắt nhé. Mắt. Nhắm mắt lại sống như vậy nè. Miệng. Miệng. Chia. Michael bỏ đồ chơi vào miệng đó. ngón chân ngón chân sờ ngón chân nào đây bạn có thể sờ bao nhiêu ngón chân nào mèo mèo mẹ thích chơi đùa con mèo đang đuổi theo món đồ chơi Cặp. cọp. Con cọp này đến từ châu Á và thuộc họ nhà mèo. Cọp có móng vuốt. Vượng. Vượng. Đây là con vượng to. Vượng rất thông minh và vượng thuộc loài ăn thực vật. Chó. Chó. con chó này nhìn bé gái đang cho bò ăn voi voi đây là con voi ở châu phi đây là con voi châu á con voi ở châu á nhỏ hơn con voi ở châu phi vẫy tay vẫy tay em bé đang vẫy cánh tay của mình và lâu ra cũng đang vẫy cánh tay của mình. Bạn có thể vẫy cánh tay của mình không? Bây giờ chúng ta hãy chơi trò đố từ nhé. Nhìn từ chào nào? Bây giờ bạn có thể tìm thấy từ chào không? Chào. Từ nào là từ chào? Voi. Chào hãy nhìn vào từ vẫy tay từ nào là từ vẫy tay vẫy tay vỗ tay đâu là từ em bé em bé hãy nhìn vào từ vẫy tay từ nào là từ vẫy tay con này là con gì đây là con chó con. Hãy nhìn từ chó, chó. Chó. Bạn biết con này là con gì không? Đây là con cọp, hãy chỉ vào từ cọp. Cọp. Con này là con gì đây? Đây là con voi. Các bạn hãy tìm từ voi đi. Voi. Đây là gì? đây là em bé Tờ em bé đâu em bé các em có thể vỗ tay không vỗ tay hãy vỗ tay các em có thể há miệng không miệng hãy há miệng ra どっち